Thủy Tiên bức xúc, quyết liệt xử lý người ăn chặn tiền từ thiện miền Trung. Ca sĩ Thủy Tiên là một trong những nghệ sĩ tiên phong trực tiếp bay đến khu vực bị lũ lụt để ủng hộ từ thiện bằng tiền, nhu yếu phẩm cho người dân nhờ sự kêu gọi của khán giả thông qua mạng xã hội. Cô đã công khai việc nhận được hơn 40 tỷ đồng từ khán giả và đồng bào cả nước để giúp đỡ người dân miền Trung. Tối ngày 18 tháng 10, Thủy Tiên đã chia sẻ việc cô phát hiện một người phụ nữ ăn chặn 3 triệu đồng từ thiện từ một đôi vợ chồng già. Ca sĩ Thủy Tiên yêu cầu đối tượng này phải trả lại nguyên vẹn vì đó là tiền ủng hộ của khán giả. Cụ thể, khi biết thông tin Thủy Tiên sẽ tới miền Trung để làm từ thiện, người phụ nữ đã đến khách sạn nơi cô ở lúc tối muộn để khóc lóc và trình bày về hoàn cảnh khó khăn của hai ông bà cụ. Vì không muốn gửi tiền qua trung gian, Thủy Tiên trực tiếp đến thăm. Nhận thấy nhà của hai ông bà ngập sâu, nữ ca sĩ quyết định trao tặng 8 triệu đồng sinh hoạt. Tuy nhiên, chỉ 15 phút sau, người phụ nữ giới thiệu đã quay lại nhà và đòi ông bà cụ đưa 40%, tức khoảng 3 triệu đồng, với lý do giúp dẫn đoàn từ thiện đến tận nơi. Chiều ngày 18 tháng 10, khi đang phát quà ở Quảng Trị, Thủy Tiên nhận được thông tin về việc ăn chặn tiền từ thiện nên đã cho người địa phương đến xác minh sự thật và quay clip lại. Khi phát xong quà từ thiện ở Quảng Trị, Thủy Tiên trực tiếp xử lý sự việc. Trong đoạn clip được chia sẻ, Thủy Tiên đối chất trực tiếp với người phụ nữ đã ăn chặn tiền từ thiện bằng lời và hình ảnh. Ban đầu, người phụ nữ này liên tục phủ nhận hành vi sai trái và yêu cầu được gặp hai ông bà để xác nhận. Nhưng Thủy Tiên một mực từ chối và cho biết đã nắm rõ thông tin và có trong tay bằng chứng là thông tin từ hai ông bà. Cô liên tục yêu cầu người phụ nữ này phải trả đủ 3 triệu đồng mới được xuống xe, thậm chí yêu cầu làm việc với công an nếu còn ngoan cố. Ở phần cuối của video clip, Thủy Tiên cho biết đã lấy lại đủ số tiền 3 triệu mà người phụ nữ này ăn chặn. Ngoài ra, các nơi cô đi làm từ thiện sẽ đều có người đi xác minh lại từng vùng, nếu có tiêu cực thì sẽ xử lý luôn. Thủy Tiên cho biết chia sẻ về sự việc của mình để các đoàn từ thiện nắm được thông tin và tránh các trường hợp trà trộn, khóc lóc kể khổ để dẫn dắt các đoàn từ thiện vào mục đích xấu. Thủy Tiên cho hay cô không sợ gặp phiền phức và sẽ lấy lại đầy đủ nếu bị ăn chặn. Bạn có nhận xét gì về hành động này của nữ ca sĩ Thủy Tiên? Những thông tin về bão lũ mới nhất sẽ liên tục được Vietnamnet cập nhật trong các bản tin tiếp theo.